kiếm được bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay Lợi Minh live muốn chia sẻ với anh chị em các bạn về vấn đề mô hình dân sự của bên Mỹ. Mô hình dân sự bên Mỹ, tôi nói về vấn đề trường học. Các anh chị em các bạn nói trường học ở bên Mỹ này nó được bảo vệ rất là đâu qua đó. Các anh chị em các bạn khi mà đi ngang những khu mà trường học đó thì nó có một cái những nó gọi là những cái zone mà trường học nó không có cho chạy quá tốc độ để đảm bảo vấn đề an ninh cho những cái đứa học sinh, cho nên nó cầm những cái bảng là mình không được chạy quá tốc độ cho phép hơn 15 mile. Các bạn thấy những cái khu trường học nó luôn được bảo vệ rất là cẩn thận. Đây là những cái bảng mà khi tới giờ mà học sinh nó ra cho nó tan học đó, anh chị các bạn thấy là nó cầm như vậy, không được chạy quá tốc độ. Nếu mà các bạn chạy ngang những cái khu mà trường học đó để là no pass zone không quá 15 phút mà không được lách nhau nữa, chỉ 15 mile thôi. Đấy, nếu mà chạy qua mà các bạn mà vượt quá 15 mile nó cảnh sát phạt nặng lắm, phạt rất là nặng. Anh chị em các bạn thấy cái vấn đề mà dân sự ở Mỹ nó tổ chức đâu qua đó, nó có một cái lề lối. Nếu mà mô hình trường học mà Mỹ mà giống như áp dụng ở Việt Nam là dân mình chỉ có ngồi khóc kêu trời thôi. Các bạn thấy những trường học ở Việt Nam người ta đưa con, đón con đi học ở những cái khu vực có nhiều khi nó đông đúc mà nay nó chen lấn nhau. Còn bên Mỹ thì nó không có đâu nha. Các bạn biết đi đến mấy cái trường học như vậy là nó có kỷ luật, luật lệ đâu ra đó. Các bạn thấy về những đề mà dân sự ở bên Mỹ nó tổ chức rõ ràng lắm. Luật pháp nó có từ li từ tấc, từ con số hết, mọi thứ hết. Rồi học sinh đến trường là cũng vậy, những cái khu mà nơi học đường cũng vậy, những cái chiếc xe buýt cũng vậy. Các bạn những xe buýt mà đi đón học sinh mà nó chạy, nó mà rước học sinh đó, chỗ nào đó là mình chạy đó, tới đó là mình phải gần sau cái đít xe, sau cái xe mà của xe buýt. Nếu mình vượt qua đó nó sẽ chụp hình và nó sẽ gửi về, nó phạt mình. Các bạn thấy về vấn đề mà dân sự, đây là một cái thị trấn rất là nhỏ. Cái thị trấn này hồi hôm mà mấy tụi bao que nó ra nó đã đảo lại mình đó. Đây là cái tòa nhà đây nè, các bạn thấy cái City Hall là cái nơi tiếp dân đó, nó rất là nhỏ. Còn cái thị trấn nó có chút xíu mà, đó là cái tòa hành chánh của nó đó. Cái tòa hành chánh có tí nị à, nó có tí beo à. Đấy, nó ra đó nó biểu tình đó, nó đã đảo rồi. Các bạn thấy ở bên Mỹ cái luật pháp dân sự các bạn thấy nó cầm bảng, nó để đâu ra đó hết, các bạn thấy không đó. Nếu mà mình vượt qua cái mức đó là nó phạt mình, coi như là đi vào trong hồ sơ rồi mình bị những cái lỗi mà phạt như vậy đó. Các bạn biết mua bảo hiểm rất là mắc, nó sẽ tăng bảo hiểm lên. Ở Mỹ cái khổ vậy đó, khi mà vượt đụng tới vấn đề mà pháp luật, mà vấn đề mà giao thông đồ đó mà mình bị phạm lỗi, anh chị các bạn biết đó, phiền lắm. Mình đã bị phạt rồi mà mình còn bị tăng bảo hiểm nữa. Tụi bảo hiểm nó có cái database của nó vào đó và nó coi lâu lâu cái nó kiểm mình, nó thấy mình cái nó gửi giấy gì, nó tăng tiền bảo hiểm của mình lên. Cho nên người dân Mỹ các bạn biết họ sống, họ hiểu, họ cái dân trí họ cao á. Vì dân trí đây tôi muốn nói những cái ý thức về cộng đồng á, họ cao á, anh chị các bạn thấy thì họ áp dụng nó đâu ra đó mà họ sợ phạm luật một cái họ rất là sợ, nó hành mình. Các bạn thấy tôi chỉ có hai con chó thôi mà nó hành là phải đi đem đi đến cái nơi mà đăng ký, còn không thì rất là phức tạp. Để các bạn biết cái chỗ này hổng nó ra tụi nó bảo biểu tình đó. Các bạn thấy cái trung tâm hành chánh của thành phố này có tí nị à, tại vì nó có 1 square mile à, anh chị các bạn đấy đó. Nó ra nó đứng ngồi đây rồi nó biểu tình đó, đã đảo Lợi Minh đó, có tí xíu à. Những cái vùng đất Các bạn thấy đất ở đây các bạn nhìn thấy vậy chứ là nó có chủ hết đó. Đất của chính phủ đụng vô là chết à. Chứ không phải mình thấy đất trống gì mình nghĩ vô mình muốn cấm xào là cấm đâu. Nó có cái luật pháp hết trơn. Cái thị trấn này có tí nị à. Nhưng mà tôi ở thì tôi nó chỉ trực thuộc cái thị trấn này là tại vì tôi ở ngoại ô thì cái thằng này nó đứng ra nó bỏ thơ đồ á thì mình trực thuộc nó thôi. Chứ tôi không có hoàn toàn sống thuộc về thành phố đó. Tôi sống cách đây mà về tới nhà là cũng khoảng 20 cây số. Các bạn biết khoảng 20 cây số. Khoảng 20 cây số. Các bạn thấy luật của bên Mỹ nó không phải như Việt Nam mình đâu. Mọi thứ gì, cái gì nó cũng có cái lề lối của nó. Chứ không phải nhiều người tụi mà những thành phần chống cộng cực đoan mà nó lên mạng nó hô hào. Nó chỉ cho một số người trong nước ăn cái bánh vẽ, ăn cái bánh vẽ thật to rồi ngồi đó cứ tưởng tượng. Hồi nãy tôi thấy có cái nick Tùng Lê, nó lên nó vô diễn đàn tôi, nó chửi tôi mấy thằng này nó bị khùng khùng mất mát. Nó làm như là nó là cái người yêu dân thương nước. Thấy nhiều người họ sống họ bị quan tưởng không khiếp. Tiếc cho những người như vậy, nhất là một số người đi ra được nước ngoài rồi bắt đầu họ có những cái nhìn làm sao đi rồi. Lại có những người trong nước họ cũng có cái nhìn phải nói là bó tay. Cho nên mỗi ngày nhiều khi Lợi Minh đi thấy cái gì hay thì chia sẻ cập nhật để gửi về trong quê hương, để một số người anh chị em chúng ta cùng nhau mình tìm hiểu những cái hay để mình phấn đấu vươn lên, mình vượt khó để mình trở thành những người công dân tốt đất nước. Chứ mình ngồi đó mình trông chờ chính phủ phải làm này làm kia cho mình thì không bao giờ khá đâu. Tôi nói anh chị các bạn biết, một cái đất nước mình mà áp dụng cái mô hình dân chủ theo kiểu Mỹ, theo kiểu mà những cái đất nước mà tư bản mà tới hiện nay mà đa số những thành phần chống cộng cực đoan tụi nó hô hào toàn là mỹ dân không, nó không có đơn giản như vậy đâu. Mỹ thì nó có cả một cái rừng luật mà các bạn nên nhớ vậy. Đụng vô một cái là cái gì nó cũng có luật sư về bên gia đình, luật sư về bên trẻ em, luật sư về bên ly dị, luật sư về bên tai nạn xe cộ, luật sư về nghề nghiệp, về bên công ăn việc làm nghề nghiệp. Về nghiệp thì nó cũng có nhiều thành phần trong đó, những cái công ăn việc làm. Ôi thôi nó đủ thứ loại luật sư hết. Mỹ này cái nghề luật sư là nó hái ra tiền mà, các bạn biết. Cái nghề luật sư của Mỹ, đụng cái là phải luật sư. Ra tòa mà mình không có hiểu luật mà mình cãi đâu có lợi. Lạng quạng nó còn chồng mình thêm tội nặng hơn nữa. Cho nên những người mà họ bị, các bạn biết như là họ bị DUI á, rồi gọi là họ uống rượu mà họ lái xe đó, một khi mà họ bị cảnh sát phạt đó, phạt rất là nặng các bạn biết. Phạt họ phải đi thuê luật sư để ra đó, giống như kiếm cách để làm giảm bớt cái tội xuống. Mà một người mà bị phạm với cái tội đó mà các bạn biết hả, mua bảo hiểm xe hơi á, trần ai nó đóng, nó trả mình đóng rất là mắc. Mà ở Mỹ mà không có chiếc xe hơi, chiếc xe ô tô để lái đi làm rất là vất vả. Các bạn thấy từ nhà tôi mà bước vô một trong cái thị trấn vậy là mất cả 20 phút. Lái xe lái đường tốc độ bên này là gấp đôi Việt Nam không đó, chứ đâu phải giống như ở Việt Nam. Ở rồi bước xuống là đụng cái chợ, đụng cái chỗ mua mỗi chỗ ăn uống này kia đâu. Đây là đồ ăn đồ uống rồi nó cũng có đằng trước nhà đâu, đi bộ chút là tới. Nó không phải đời sống ở bên Mỹ mà. Bởi vậy mỗi ngày khi tôi đi tôi thấy cái gì hay tôi chia sẻ cho anh chị các bạn để chúng ta học hỏi thêm, để chúng ta tìm hiểu những cái chuyện quanh ta, để mình không có bị những cái thành phần mà chống cộng cực đoan, những thành phần chống cộng ô hợp nó lên trên này nó làm giống như là nó yêu dân thương nước. Bọn đó toàn là cái lũ bá dơ, tôi nói thật đấy, toàn là cái lũ bá dơ, lũ ô hợp, chẳng có thằng nào ra hồn vía hết chứ. 10 thằng lên trên mạng này chống cộng, tôi nói chuyện các bạn mà 10 thằng hết 10 thằng 10 tên, 10 thằng, 10 con, 10 tên đó hết, đủ hết rồi, ô hợp. Các bạn cứ tin tôi đi, tôi ở Mỹ này tôi biết mà. Bởi vì tụi nó cai cú với tôi là cái chỗ là tôi lên đây là tôi chửi tụi nó chỉ có cai cú, chỉ có nhiêu đó rồi. Nó cai cú với tôi là chỉ có vậy rồi. Thành ra tôi muốn chia sẻ để mình không có bị tụi nó lừa mình quá. Nhiều người các bạn biết về Việt Nam nó cũng lừa người ta rồi đưa em sang đây. Đưa em sang đây. Có nhiều lúc mình nói chuyện mình phải tự cười luôn. Trong diễn đàn này có người lại chửi mình, nói thằng này nó khùng, nó vừa nói nó vừa cười. Tại vì có những cái chuyện mà mình nói nó cười mà nó cười lên không mất. Nó rất là tự, nó buồn cười ra, nó tiếu tiếu mà mình chỉ biết cười thôi, chứ biết làm sao vậy. Ho kiểu là em đã lầm khi em sang đây á. Có những lúc mà các bạn biết tôi đón mấy người mà ở Việt Nam qua, có những lúc thấy họ thấy rất là tội nghiệp. Bởi Việt Nam thì có của ăn, của dư, của thừa, của để rồi bỏ hết, sang được đất Mỹ tưởng đâu lên thiên đàng, ai về. Phải làm lại từ đầu hết, cuộc sống cái gì nó cũng phải làm lại từ đầu hết. Thấy thằng Lợi Minh nó lai sao mà nhà cửa hoành tráng quá. Các bạn biết là cả một cái vấn đề, cả một cái sự phấn đấu của tôi đã kể cho các bạn nghe mà. Từ ngồi trên chiếc xe đạp đi làm, phải đi làm thuê làm mướn, phải làm tất tần tật, không khôn khéo là cũng văng như vách hết. Nghĩ rằng đưa con mình đến nước Mỹ rồi nó đứa nào cũng học hành tài, chưa chắc đâu anh chị các bạn. Có nhiều đứa nó sanh ra ở Mỹ giờ này nó còn lưu linh lưu địa, nó sanh ra nó đẻ ở Mỹ, nó nói tiếng Việt cà bè. Tôi gặp nó hỏi sao mày, mười mấy 20 năm gặp lại nói sao rồi. Vẫn lưu linh lưu địa, vẫn phải đi làm tất tần tật, học hành không nổi, lún sâu vào trong cái xã hội cái xã hội nó những cái mà cám dỗ. Đâu phải ai đến Mỹ hay là ai sanh ra ở Mỹ là lên thiên đàng hết không. Các bạn biết ngay cả nhiều đứa Mỹ nó cũng còn thê thảm lắm chứ không phải giỡn đâu. Nhiều khi đi ra đường nó cầm cái tờ giấy, cái bản cho tôi đọc. Thôi thì lại mình chia sẻ với anh chị em các bạn như thế để chúng ta tìm hiểu về nước Mỹ. Xin chào, bye bye nha, chào anh chị các bạn, hẹn gặp sau nha. Bye bye.